Vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay, lễ hội văn hóa Nhật Bản lần thứ 3 năm 2015 đã chính thức được khai mạc tại công viên 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ hội. Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của hơn 90 gian hàng đến từ 66 doanh nghiệp và 26 đoàn thể với nhiều hoạt động thú vị như ẩm thực, du lịch, giáo dục, kinh doanh. Khách tham quan sẽ được thưởng thức nhiều thể loại nghệ thuật nổi tiếng của Nhật Bản như cosplay, yosakoi, xếp giấy origami, cùng nhiều màn trình diễn ca nhạc từ các ca sĩ nhóm nhạc đến từ xứ sở Phù Tang và Việt Nam. Lễ hội do Ủy ban điều hành Japan Festival in Vietnam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, được xem là sự kiện giới thiệu tổng hợp về Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam. Chương trình mở cửa miễn phí trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2015.